và các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói rằng đổi mới sáng tạo là động lực để phát triển. Trong môi trường giáo dục thì thầy cô giáo là người có vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học trò. Ngay bây giờ, Duy Phú mời quý vị và các bạn cùng về huyện Đắk Sê Lấp, tỉnh Đắk Nông để gặp gỡ một thầy giáo như thế. Thầy được xem là người truyền ngọn lửa đam mê khoa học cho học sinh ở ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Những ngày dịch Covid bùng phát, chiếc buồng khử khuẩn toàn thân đặt trước cổng trường này đã trở nên quen thuộc với thầy và trò trường Trung học phổ thông Trường Chinh, huyện Đắk Sê Lấp, tỉnh Đắk Nông. Với cơ chế hoàn toàn tự động, khử khuẩn nhanh và hiệu quả, buồng khử khuẩn toàn thân đã giải quyết được bài toán kịp thời, đảm bảo sát khuẩn cho gần 800 học sinh toàn trường chỉ trong khoảng 15 phút đầu giờ. Đây là sản phẩm của em Phan Thị Hiểu Nhi, sản phẩm đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông năm 2019-2020. Người truyền cảm hứng và hỗ trợ để cô học trò Hiểu Nhi biến ý tưởng thành sản phẩm hoàn thiện, ứng dụng vào thực tiễn là thầy giáo Lê Văn Giang. Tốt nghiệp khoa sư phạm vật lý trường Đại học Tây Nguyên từ năm 2005, thầy giáo Lê Văn Giang đã có hơn 15 năm gắn bó với bục giảng. Không chỉ tận tụy trong việc truyền thụ kiến thức đến học sinh qua từng bài giảng, thầy Giang còn có niềm đam mê đặc biệt với nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua được biết là ngoài là một giáo viên đứng lớp ở bộ môn vật lý thì thầy còn là một người đam mê nghiên cứu khoa học sáng tạo. Vậy thì cái tình yêu của thầy đối với khoa học và nghiên cứu sáng tạo là như thế nào ạ? Ngay từ nhỏ thì tôi đã có một cái niềm đam mê về khoa học, rất hay mày mò nghiên cứu những cái mạch điện tử, những cái sản phẩm khoa học công nghệ mà có cái tính ứng dụng ở trong thực tế. Thì lớn lên để thỏa mãn cái niềm đam mê đó thì tôi đăng ký dự thi vào ngành sư phạm vật lý, cũng mong muốn là để truyền cho các cái em học sinh của những cái thế hệ những cái kiến thức các em đã học được từ sách vở ở trong nhà trường, mà để làm sao đó biến những cái kiến thức các em học được đó chế tạo thiết kế ra những cái sản phẩm khoa học công nghệ để phục vụ vào cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Vậy với vai trò là một giáo viên thì thầy đã truyền cái niềm cảm hứng sáng tạo và cái đam mê nghiên cứu khoa học đó đối với học sinh của mình trong những năm qua như thế nào ạ? Bằng những cái cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh hàng năm, tôi đã động viên, khuyến khích lệ các em và phát hiện ra những cái em mà có những cái niềm đam mê đó, rồi hướng dẫn các em để hướng các em tham gia những cái cuộc thi nhằm thỏa mãn cái niềm đam mê của các em, và với một cái ý nghĩa cũng rất là lớn là giúp các em khẳng định được là cái vai trò của cái việc học tập mà khi ngồi trong ghế nhà trường để biến những cái kiến thức trong khi các em đang ngồi trong ghế nhà trường đó đưa ra được những cái sản phẩm đấy để phục vụ chính nhu cầu cuộc sống hàng ngày và phục vụ vào một cái công cuộc phát triển chung của cái cuộc cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Với tư duy khoa học, thầy giáo Lê Văn Giang luôn đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho học sinh, đồng thời trăn trở làm thế nào để khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, áp dụng những lý thuyết đã học để giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Từ khi các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng được triển khai, thầy giáo Lê Văn Giang luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia và hỗ trợ học sinh trong các sân chơi sáng tạo đầy thú vị này. Đây là thiết bị cảnh báo, báo động khi xảy ra sạt lở đất, sản phẩm mới nhất của thầy giáo Lê Văn Giang và học sinh của mình. Ngay sau các đợt mưa lũ gây sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, thầy Giang và các học trò của mình đã ấp ủ và lên ý tưởng thực hiện sản phẩm này để giảm thiểu những hậu quả do thiên tai gây ra. Dựa trên hai thiết bị chính là cảm biến nghiêng và cảm biến chung, nếu lắp đặt sản phẩm này tại các sườn dốc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, thì khi xảy ra sự cố, sản phẩm này không chỉ có khả năng báo động bằng loa, đèn, mà còn có thể gửi tin nhắn định vị vị trí sạt lở và gọi điện thoại báo động đến các cơ quan chức năng.
Thiết bị này đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao tại Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh năm 2020-2021 bởi tính thời sự và cấp thiết đối với một tỉnh miền núi như Đắk Nông. Đối với những sản phẩm sáng tạo như thế này, từ việc định hướng phương pháp tư duy đến các khâu, thiết kế, hoàn thành sản phẩm, ngoài sự nỗ lực của học sinh, thì giáo viên hướng dẫn như thầy giáo Lê Văn Giang luôn đóng vai trò rất quan trọng. Là một học sinh khối A nên về vấn đề thứ nhất là về thiết bị là mấy cái đó là liên quan dần nhiều cho tin học, nên là thầy vấn đề đấy thường là thầy sẽ cùng với cả thầy cô bộ môn tin là giúp đỡ của bên em là giúp đỡ là về viết code, thầy cũng là giúp đỡ cho em là nghiên cứu sâu hơn về những mảng như là vật lý, về những hiện tượng xảy ra sạt lở đất. Cái đó là những thiết bị là thầy hầu như là thầy đều tìm hiểu và đặt mua cho em để hoàn thành thiết bị một cách tốt nhất ạ. Có thể là nếu như mà không gặp thầy thì cũng có thể là ngày hôm nay thì cũng không có một cái thiết bị như vậy được ra mắt, tại vì em là một học sinh khá là nhút nhát và ít khi bộc lộ những cái gì mà mình muốn ra, vì em sợ nhất là nó sẽ thất bại và nhiều người khác sẽ kiểu như là chê cười mình. Nhưng mà gặp được thầy thì thầy cũng hỏi và động viên và thầy cũng giúp đỡ rất nhiều để em có thể tự tin hơn và có thể phát triển hết bản thân mình ạ. Trong quá trình học tập và làm việc cùng thầy, em cảm thấy thầy là một người rất là tâm huyết, không chỉ ở trên lớp mà bên cạnh đó thầy là một người rất là đam mê về sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Và một phần nào đó thầy đã giúp truyền em một cảm hứng sáng tạo nào đó, giúp em gợi mở ra một con đường mới cho em. Trong năm qua, khi mà em cùng thầy cùng sáng tạo máy khử khuẩn toàn thân, em cảm thấy em đã học được rất là nhiều điều từ thầy và nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ thầy, và em muốn cảm ơn thầy vì điều đó. Và một phần nào đó thầy đã giúp em được định hướng được tương lai. Một người thầy tâm huyết sẽ tạo ra các thế hệ học trò giàu quyết tâm chinh phục ước mơ sáng tạo. Từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình, thầy giáo Lê Văn Giang đã truyền lửa và trực tiếp hướng dẫn để các học trò của mình tạo ra những sản phẩm thiết thực mang tính ứng dụng cao. Từ năm 2015 đến nay, dưới sự hướng dẫn của thầy Giang, đã có 5 mô hình, sản phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh và quốc gia. Hàng năm, thì đầu năm học, thì nhà trường đã đưa cái chương trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật là một trong những mục tiêu tiêu chí phấn đấu hàng năm của nhà trường, cũng trong là một trong những mục tiêu để giáo viên hàng năm thi đua. Và trong phong trào thi đua đó thì thầy Lê Văn Giang là một trong những giáo viên đi tiên phong đầu tiên trong các cái công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật của nhà trường, và cũng là một trong những giáo viên hướng dẫn cho các giáo viên khác thực hiện các cái đề tài nghiên cứu khoa học của các năm. Và đặc biệt đó là thầy có cách để truyền cái cảm hứng nghiên cứu khoa học và ứng dụng những cái công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật đó vào trong thực tế, từ đó thúc đẩy cái sự đam mê, sự tìm tòi, ham học hỏi của các thế hệ học sinh. Và các cái đề tài của thầy Giang thì nó có cái ứng dụng thực tế cao, đáp ứng được những cái vấn đề cấp thiết mà xã hội đặt ra. Với phương châm, sáng tạo khoa học kỹ thuật chính là quá trình phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, thầy giáo Lê Văn Giang đã và đang truyền cảm hứng, khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho các thế hệ học trò. Tôi nhận thấy rằng là cái việc đổi mới, sáng tạo và ứng dụng những cái kiến thức đã học để cho ra những cái sản phẩm mang tính khoa học công nghệ là rất là thiết thực. Đấy. Chính vì vậy mà khi phát hiện ra được những em mà có cái nhân tố đó, có cái niềm đam mê đó, thì tôi đã động viên khích lệ các em đấy, và truyền cho các em một cái cảm hứng là các em muốn sống trong cái xã hội thông minh hiện đại như thế này thì buộc là chúng ta là phải đổi mới, chúng ta phải sáng tạo, chúng ta phải có những cái sản phẩm công nghệ, những cái sản phẩm khoa học để phù hợp với cái xu thế phát triển chung của xã hội nói riêng và thế giới nói chung hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, có một câu nói rằng nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn. Thầy giáo Lê Văn Giang đã và đang chứng tỏ điều đó trong việc truyền cảm hứng sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình cho các lớp học sinh. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đổi mới sáng tạo ngày hôm nay.
chương trình do Đài Phát thanh và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Nông thực hiện. Quý vị đừng quên chương trình được phát sóng định kỳ vào thứ 5 tuần thứ 4 hàng tháng quý vị nha. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.